Em xin chào bà cô chú chị các bạn. Mình có quay clip của gia đình của chú Khải với ba bé Quỳnh My, Quỳnh Anh, Quỳnh Mỹ. Thì hôm nay thì có anh chị ở Sài Gòn hỗ trợ tiền cho gia đình, tặng có tiền trang trải mua đồ ăn trong gia đình đó. Rồi có một bác thì chở Hạnh đi vô nhà của chú Khải với ba bé đó. Thì nhà trong kinh nên không có đi được, nhờ bác chở Hạnh đi giùm. Bác cũng chịu dõi tới rồi. Dạ con chào bác luôn. Rồi Hạnh mời bà cô chú chị bạn cùng đi vô nhà của chú Khải với Hạnh nha. Vô đây thì phải đi bằng giỏ, bằng xuồng mới được. Dạ. Bán này còn bỏ rồi, kinh cỏ rồi lâu được, cái rắn nước rồi ngập. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 70. Dạ, 70 tuổi rồi ha. Trời, con ngồi xuống giờ lắc quá giờ. Dạ đâu. Vô cái kinh này là xa lắm nên đi bằng cái xuồng nhỏ này chạy vô nhỏ mới được. Không có lộ á. Đây thì nuôi vịt, nuôi ngỗng. Bây giờ Hạnh với bác tới nhà của gia đình chú Khải rồi nè.
Ờ chưa, để con buộc dây một cái. Ây. Cái cửa này là anh em nè, cho tiền chú mấy cô nè, gào lại để chú bị bệnh vậy á, chú tuổi thân á, nhằm khi chú muốn tự giận á, chú đẩy cái xe xuống đây hoài nè, nên anh em á gào lại. Dạ. Tại vì không trụ cột gia đình mà giờ không lo cho gia đình được á. Dạ, anh chào chú Khải luôn. Thấy lại cũng đẩy ra. Giờ mấy bé đang kiếm chìa khóa. Mở lẹ rồi, ba. Chào ba bé. Không rồi, cô chú gì trơn mới thôi. Chào cái. Học tiếng Anh rồi chào sao? Gặp cô chào sao đâu chào cái. Ba bé sống trong đây nên ít có giao tiếp với người ngoài nên nhát dữ lắm dạ, như là bị trầm cảm gì luôn á. Quay qua nội bà ngoại coi. Khá là có quầy quá. Quỳnh Anh, Quỳnh My, Quỳnh Mỹ. Bóp vô con, bóp vô coi. Cửa này mở ra nên hơi khó. Bây giờ Hạnh đến nhà của chú Khải rồi. Rồi chào chú Khải luôn. Chào ba bé. Quỳnh Anh, Quỳnh My, Quỳnh Mỹ gì đâu. Không chào cô chứ anh vậy. Chào cô. Trời ơi. Ít nói quá luôn. Cô đi mẹ đi đâu về vậy mà thấy có sao đồ nhiều quá vậy? Dạ mẹ con đi lấy gạo. Lấy gạo hả? Dạ. Người ta cho hả gì? Dạ người ta cho. Người ta cho gia đình thì được bà con được hỗ trợ cho gạo rồi đó, cũng đỡ heo này kia. Chú không nói được gì hết trơn á, lại thấy biết vậy mà mừng cười rồi, khỏe không chú? Gật đầu. Chiều ăn cơm chưa? Chiều mấy con ăn cơm chưa? Chưa. Chưa luôn ha. Dạ chào cô luôn. Nghe mấy bé nói cô đi lấy gạo về hả cô? Có người em á đi nặng ở Bình Dương đó, nó gửi về cho chục chiếc gạo. Từ đi rồi 2 giờ mà đợi tới giờ. Từ Bình Dương gửi xe về hả? Không biết nó gửi với ai ngoài trận. Dạ, gửi chục cái gạo về đây. Chục cái gạo đi ngoài lấy đợi tới giờ. Rồi, cũng chờ ngay luôn rồi. Rồi, hôm nay thì lại thăm nhà cô ha. Cũng có tình vui. Có anh với chị ở Sài Gòn đó, hỗ trợ cho mình ít tiền đặng mình trang trải lo gia đình đó. Thì thấy gia đình của mình khó khăn quá luôn. Thì Hạnh có đăng clip của gia đình chú Khải với nè, ba bé nè, Quỳnh Anh, Quỳnh My, Quỳnh Mỹ nè. Thì được anh chị, được chị Võ Thị Ngọc Dung ở Sài Gòn á, thì gửi cho là 2 triệu đồng tặng cho gia đình có tiền trang trải đặng lo cho mấy bé nè. Thấy mấy ba bé thì tội nghiệp quá luôn. Gửi 2 triệu nha. Đây là chị Võ Thị Ngọc Dung cho gửi luôn hả cô? 1, 2 triệu. Chị gửi lời cảm ơn chị Ngọc, Ngọc Dung. Dạ. Chị ở Sài Gòn. Sức khỏe. Rồi con, ba con có lời gì muốn nói với cô không? Cô Ngọc Dung không? Con nói đi, con cảm ơn coi. Dạ con cảm ơn cô Ngọc Dung. Rồi tới con. Con nói giống chị vậy đó. Mấy bé này thì nhát quá à. Nghĩ có bé lớn thì nói chuyện lên lại thôi. Còn hai bé nhỏ thì không dám nói. Thì gặp người lạ lại là hồi đó thì cô nói chạy trốn thôi. Tại sống ở đây có mình ơn á nên không có giao tiếp được với người lạ. Rồi là phần quà thứ nhất là của chị Võ Thị Ngọc Dung hả cô? Rồi phần quà thứ hai là anh Hoàng ở thành phố gửi cho mình 2 triệu ha. 1 triệu là 2 triệu ha. Cô có lời gì nói với anh Hoàng không? Gửi lời cảm ơn anh Hoàng, chúc anh Hoàng nhiều sức khỏe. Rồi chú Khải sao? Cảm ơn, gật đầu được rồi. Cảm ơn anh Hoàng nghe với chị Dung. Nghe được ha, nghe hiểu mà không có nói được. Không có nói được. Thì hôm nay thì Hạnh nhận được 2 tấm lòng của Mạnh Thường Quân là anh chị Võ Thị Ngọc Dung với anh Hoàng tài trợ cho gia đình mình là được 4 triệu ha. Mỗi anh chị thì được 2 triệu là 4 triệu.
nhận được món quà vậy là cũng mừng rồi, là bao nhiêu là mình lo trang trải gia đình với lo mấy bé ăn uống đầy đủ rồi. Hơn tiền trúng số nó đó cô ơi. Hơn tiền trúng số là nhiêu một tờ hả gì? Không có, nhưng rồi biết thôi, biết hơn tiền trúng số thôi chứ biết như là. Dạ, yeah, mừng ha, hơn là trúng số, hơn thường là trúng số là ta mừng dữ lắm, là tin vui bất ngờ ha. Ta thấy gia cảnh của mình khó khăn quá, thì Hạnh nhận được bao nhiêu thì Hạnh gửi. Thì còn chưa có cô chú anh chị nào mà như ủng hộ cho mình số tiền mình di cư nhà cửa đó. Ra ngoài kia đang cho mấy bé nó cuộc sống thay đổi hơn. Tại vì ở đây thì sống quần ơn thui thủi nên bé nào thấy cũng không có nói chuyện gì trơn á. Đi học cũng im ghe nữa. Nó đi học là không có phát biểu luôn hả? Không phát biểu luôn. Một lần bây giờ đỡ, hồi đó ai ghé là tới là chạy vô buồn trốn. Ra ngoài thì tiếp xúc với đông người ngoài lộ xe, ngoài lộ sáng nha. Nhà của bà ngoại cho miếng đất mà giờ chưa có khả năng nên chưa có di cư nhà được ra ngoài. Thì hôm nay thì Hạnh lại trao số tiền. Thì Hạnh cũng thay mặt gia đình của chú Khải với ba bé với cô nè, cảm ơn chị Võ Thị Ngọc Dung ở Sài Gòn cùng với anh Hoàng ở thành phố đã gửi tiền hỗ trợ cho gia đình của cô chú với mấy bé. Thì Hạnh xin chúc anh chị luôn luôn được dồi dào sức khỏe, gia đình thì luôn bình an và hạnh phúc. Đoạn đường vô nhà cô thì rất là khó khăn. Thì nãy Hạnh đi bằng cái giỏ đó, đi vô đây cũng gần 2 cây số, đi ngồi giỏ mà cũng sợ nữa. Rồi cô thì ra ngoài đi rất khó khăn hả cô? Thì cô có nhận có 10 kg gạo mà đi từ hồi 2 giờ tới giờ tới 3 tiếng đồng hồ mới nhận được 10 kg gạo mới về nhà. Người ta điện người ta cho đó, người ngồi đó đợi người ta, chừng nào người ta đem lại người ta cho mới lấy, người ta không đem lại ngồi đó đợi hoài. Dạ, đợi hoài ha. Thì tấm lòng của người ta thì điện thì mình ngồi đợi. Dạ. Được bao nhiêu là cũng mừng rồi. Dạ. Rồi chứ cô có lời gì muốn nói thêm với cô chú mình thằng Quân trong nước và ngoài nước không? Chứ hôm qua là sáng lại là hết gạo ăn á, nhờ cô đi lại hôm qua cô cho được 10 kg gạo với thùng mì đó. Còn thôi là sáng không có gạo nóng rồi. Dạ. Dạ. Cũng nhờ các mạnh thường quân thương gia đình á, ủng hộ cho số tiền á, đặng di cư nhà ra ngoài lộ quá ở, đặng thuận tiện cho chữa bệnh chăm sóc cho chồng á, đi bệnh viện á, cho rất dễ. Để ở đây mỗi lần đắp đập chạm bơm nó khó khăn lắm. Rồi với ba bé đi học á, rất là khó khăn luôn. Trời nắng này đỡ mà trời mưa là phải đem đồ theo thay, đồ bộ gần mãi xình không. Tại vì nãy Hạnh đi đoạn đường này vô, Hạnh cũng có quay cái đoạn đường mà mấy bé đi học đó. Hai bên thì trồng chuối, bích hù hết trơn cỏ nữa. Rất là khó khăn luôn. Cạp lên người ta đâu có làm lộ đâu, nó nhấp nhô như đất á. Đất cạp thì nó xình đi dính nhiều lắm. Nên là đi ra tới ngoài là mời mưa là xình đồ hết luôn. Là phải đem bộ đồ, bận đồ này đi ra ngoài thay đồ khác lại. Thay đồ khác. Rất là bất tiện luôn. Ra ngoài thì cuộc sống của mấy bé thì như tiếp xúc được nhiều người thì sẽ lanh hơn, dạng hơn á. Tại sống trong đây có một ơn nè. Như là giống như trầm cảm vậy, không có nói chuyện gì hết trơn nè. Có ngày có chơi được với ai. Dạ, chỉ có bé lớn thôi à. Bé lớn còn có muốn nói gì nữa không? Không nói đây. Hôm nay nhát quá rồi, nhìn xuống không luôn. Thì hôm nay thì Hạnh lại quay hoàn cảnh của cô chú. Thì nhận được số tiền của anh chị thì Hạnh cũng mừng lắm. Thì lại trao liền cho gia đình luôn, đặng có tiền mà sinh hoạt lo bệnh hoạn cho chú nè, với lo đồ ăn cho mấy bé. Thì mấy bé hôm qua nó cũng tội nghiệp. Thì Hạnh thấy cá lần tông với tép thì kho ăn ngon lắm. Mà mấy bé thì nó ngán dữ lắm rồi cô ơi. Chỉ tối ngày chỉ ăn cá thôi à. Chỉ kiếm cá được có thì ăn. Dạ, thôi. Bây giờ có tiền là chứ cô mua đồ ăn cho mấy bé ngon ngon chút ha. Ừ. Thích ăn gì nói với mẹ coi, thích đi nói ơi. Con thích gì? Nói à. Nó không biết đâu. Không biết mua gì là ăn nấy ha. Cô đi chợ cô mua huyết heo ha, với cháo bịch nè, là ba đứa quất 1 ký huyết heo rồi hết đó, khỏi đòi ăn cái gì hết. Huyết heo về cái bắt đầu sắc nhỏ xào. Cháo ăn với cháo gói của mình hả? Ừ, đổ nước vô là mình ăn ha. Không biết đòi hỏi gì hết trơn á. Tại vì sống ở đây cho mẹ cho ăn gì ăn nấy thôi à. Đâu có biết đi chợ dạ. Đâu mà biết có gì ngon. Mấy bé đâu. Gần chợ thì tiếp xúc được nhiều người đó. Bán buôn thì nó sẽ đòi đồ ăn này đồ kia, giờ không biết gì hết trơn. Chỉ biết là đi học rồi về nhà thôi à. Thấy tội quá luôn. Thì nếu có được cô chú mà thương cho hoàn cảnh của ba bé này thì hỗ trợ cho một ít số tiền á, đặng di dời cái nhà là ra ngoài sáng á, ngoài lộ đặng cho mấy bé dễ dàng sinh hoạt luôn. Rồi Hạnh xin cảm ơn rất nhiều luôn ạ. Nhưng mà nếu cái ngôi nhà mình được cô chú Mạnh Thường Quân mà thương yêu á thì hỗ trợ mình di dời ra ngoài sáng á, thì mình có dự tính gì không cô? Dự tính cho cuộc sống sau này của mấy bé nè. Có ra ngoài ngoại cho mấy bé thuận tiện đi học.
rồi chồng thì bệnh á, rồi á nặng cho nặng gửi gần ba, nặng gửi chồng cho ba coi giùm, đặng mình đi giúp việc nhà cho người ta, đặng có số tiền lo cuộc sống trang trải hàng ngày. Thường thường giúp việc nhà thì một tháng chỉ có 2-3 triệu thôi à, là cũng lo trang trải đủ cho mấy bé đi học rồi ha. Giúp việc nhà một buổi như vậy đó, mình về rồi còn nấu cơm nấu đồ cho con ăn đi học nữa, tại vì học ngày 2 buổi không à. Giúp buổi sáng ha, như là sáng mới đi học thì mình đi sớm lại đó mình giúp, cái tới buổi trưa thì mình về nấu cơm về thì mấy bé ăn. Lo chăm sóc với ba bé còn nhỏ quá đâu có biết gì mà cơm nước đâu. Ba thì bị dị rồi dạ nên không chồng có lo được. Thì ngồi chỗ gì đó rồi đâu có màng cái gì phụ được rồi. Cái gì cũng đem lại chồng. Rồi ba con có muốn cuộc sống của mình thay đổi không? Đi ra ngoài lộ sáng ở không? Dạ muốn. Muốn hả? Muốn thì con nói với ông bà cô chú đi. Con mong ông bà cô chú ủng hộ cho nhà con một số tiền để trang trải cuộc sống. Điều gì về nhà mình ra ngoài lộ sáng ha, sửa chữa nhà cửa lại ha. Chứ ở đây thì thấy cuộc sống của ba bé này mà nếu ở trong đây hoài thì thấy không có thay đổi chân, càng ngày thì càng nhát thôi à. Đi học mà cũng không có nói chuyện luôn. Rồi sao mà cô kêu thì lên đứng cầm tay bạn là xỉu xuống cái phạch rồi. Vậy ha, như là áp lực quá đó, sợ quá. Sợ á. Rồi nên xỉu luôn. Xỉu luôn. Rồi cô tập cho dạng lên đó mà không được rồi nên cô bó tay luôn. Rồi bây giờ cô để vậy luôn, cô không kêu nữa. Dạ. Xỉu thì rồi. Hôm nay cô. Dạ, hôm nay thì con lại quay hoàn cảnh của gia đình cô chú ha. Thì nếu mà mình được lòng yêu thương của Mạnh Thường Quân á thì hỗ trợ cho mình số tiền đằng mình di dời hay là sửa chữa nhà ra ngoài sáng ở thì sẽ thay đổi cuộc sống mình hơn ha. Mấy bé thì nó sẽ tiếp xúc được nhiều người á thì sẽ lanh hơn với phát triển hơn, là trong đây thì nhát quá luôn rồi, không có nói tiếng nào hết trơn luôn. Thì nếu được vậy thì Hạnh cũng xin cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân rất nhiều. Giờ cũng xin phép gia đình về luôn nha. Chúc ba con luôn trong ngoan học giỏi nha. Dạ. Rồi chào cô chú luôn, chúc chú nhiều sức khỏe luôn. Như là chú nghe được á. Về bác ơi. Bác là lớn tuổi rồi, cũng chở ra đi giúp hoàn cảnh này nên cũng sẽ chở ra. Dạ. Cái sợ rồi.